Cái đèn này thì lúc tôi bé, ông nội và bố tôi làm cho cái đèn để chơi. Về sau lớn lớn lên, những lúc mà các cụ bận, không làm được, thì mình làm lấy. Sướng nhất là cái đèn đầu tiên mình làm được thành cái đèn. Tuy nó méo mó nhưng nó quay được. Là đi khoe vung nên là đã làm được đèn kéo quân rồi. Đèn kéo quân bắt nguồn từ câu chuyện truyền thuyết về một chàng trai hiếu thảo, mồ côi cha. Chàng sống với mẹ, nhưng khi lớn lên chàng phải đi làm xa. Thương mẹ ở nhà một mình cô quạnh, chàng đã làm ra chiếc đèn kéo quân, mô phỏng trò rối bóng, giúp mẹ cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ con. Khi ông ta làm được cái đèn kéo quân này thì bà mẹ lúc nào trong nhà cũng có cái bóng hoạt hình. Và trẻ con hàng xóm thấy cái đèn này hay, thích thì kéo nhau đến xem. Xem lúc nào trong nhà cũng đầy ắp tiếng cười của trẻ con. Cho nên bà mẹ từ đấy ra đi không có buồn phiền nữa. Không cần pin, cũng không cần quạt. Những con giống trong đèn kéo quân di chuyển được nhờ một nguồn năng lượng đặc biệt. Khi ta thắp ngọn nến này vào, ngọn nến tạo nên cái nhiệt, đốt nóng không khí bốc lên, tạo thành luồng gió nhẹ, làm cho tán quay của quân quay theo. Nhờ cái ánh sáng của nến thì bóng quân nó in ra, nó đẹp hơn. Trình độ các cụ nông dân ABC không biết, thế mà áp dụng hai nguyên lý vật lý tương đối là chuẩn xác. Bác dạy làm bác thích không? Thế là bác cũng tán thành bác làm. Cứ dần tháng 8 làm vui cho trẻ con, nó thích của mình cũng làm. Không còn là một món đồ chơi nhỏ bé, chiếc đèn kéo quân còn là cách để những thế hệ đi trước truyền lại cho tuổi thơ thời nay tình yêu với nét đẹp văn hóa truyền thống.